Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể cảm nhận được không khí của mùa xuân đang đến với khắp mọi miền của đất nước. Đó có thể là hình ảnh của chồi non hé nở. Đó cũng có thể là cảm giác của chúng ta vào những ngày xuân, những cơn mưa xuân làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên lãng mạn hơn. Và đó cũng chính là sức xuân của những cô gái trẻ đẹp, tài năng trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Nếu như các ai nói rằng mùa xuân là bắt đầu của một năm mới và tuổi trẻ chính là bắt đầu của một đời người, thì Ngọc Diễm tin rằng những cô gái 42 của chúng ta đã có những giây phút thanh xuân tuyệt đẹp cùng với chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chào đón top 5 của chương trình ra sân khấu để bước vào phần công bố kết quả top 3. Thưa quý vị khán giả, 5 cô gái xinh đẹp tài năng của chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của chặng cuối cùng trong hành trình tìm kiếm chủ nhân Vương Miện, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và chỉ còn một chút nữa thôi, một người trong số họ sẽ chạm tay vào Vương Miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với kết quả top 3 chung cuộc của cuộc thi. Hãy cùng chúc mừng thí sinh đầu tiên lọt vào top 3. Đó chính là cô gái có mái tóc tém, Hơ Hên Nghê, số 3 danh 424, xin chúc mừng. Vâng, chúng tôi có may mắn là chúng tôi nhìn thấy được top 3 sớm hơn quý vị một chút xíu. Và bản thân Ngọc Diễm cũng rất là xúc động. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với gương mặt thứ hai có mặt trong top 3. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 242, Mâu Thị Thanh Thủy. Chỉ còn một vị trí trong top 3. Quý vị đoán là ai ạ? Hãy cùng chúc mừng cho Hoàng Thị Thủy, số báo danh 404, xin chúc mừng. Có rất nhiều vỡ òa thưa quý vị. Và Ngọc Diễm tin rằng những vỡ òa này là những vỡ òa đồng nghĩa với sự đồng ý về top 3 của chúng ta. Và Ngọc Diễm cũng xin được thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn hai cô gái còn lại trong top 5. Các bạn đã quả thật rất là xuất sắc trong cuộc hành trình này. Và xin chúc các bạn có nhiều điều tuyệt vời hơn nữa trong mùa xuân của mình, tuổi thanh xuân của mình. Xin mời các bạn vào bên trong và cùng cổ vũ cho ba người bạn của mình trên sân khấu. Và ngay bây giờ thưa quý vị, là một phần thi đặc biệt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Top 3 của chúng ta sẽ cùng bước vào một phần thi ứng xử. Ở trong phần thi ứng xử này, ba thí sinh của chúng ta, ba cô gái xuất sắc nhất sẽ cùng trả lời một câu hỏi. Ngọc Diễm xin được nhắc lại, các bạn sẽ được trả lời trên cùng một câu hỏi. Và với một câu hỏi, ba câu trả lời khác nhau sẽ phần nào thể hiện sự khác nhau trong quan điểm, tính cách cũng như là những góc nhìn của các bạn về cuộc sống. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần thi ứng xử của top 3 chung cuộc. Người đầu tiên sẽ được tham gia vào phần thi ứng xử dành cho top 3, đó chính là Hơ Hên Nghê. Và trong lúc thí sinh Hơ Hên Nghê tham gia vào phần thi ứng xử này thì hai cô gái còn lại sẽ được nghe tai nghe để đảm bảo rằng không nghe được câu trả lời từ người bạn của mình. Xin được mời Hoàng Thùy và Mâu Thủy, các bạn sẽ tiến về vị trí bên cánh phải để đeo tai nghe. Và bây giờ xin mời Hơ Hên Nghê sẽ chuẩn bị cho phần thi của mình. Trên tay Đức Bảo và Ngọc Diễm, đó chính là câu hỏi duy nhất dành cho cả ba thí sinh từ phía ban giám khảo. Chúng tôi vẫn đang chờ hai thí sinh còn lại được đeo tai nghe. Quý vị có thấy rằng là cả ba thí sinh trong top 3 của chúng ta rất xinh đẹp không ạ? Hãy cổ vũ cho họ. Tôi muốn nói như vậy để kiểm tra xem các cô ấy có nghe thấy mình nói gì hay không. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi trong phong bì này. Quý vị
vị đã thấy ba cô gái của chúng ta đã thể hiện khả năng ứng xử của mình trong phần thi vừa rồi. Và phần thi này họ phải thể hiện mình một cách xuất sắc hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi chung dành cho ba thí sinh. Hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và Hờ Hen Nhiê, chúc bạn may mắn. Một phút của bạn bắt đầu. Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, những điều tôi muốn làm cho cộng đồng, điều đầu tiên là các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc. Đây là một nơi đầu tiên mà tôi chạm chân tới khi mà tôi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai tôi muốn làm đó là những người phụ nữ. Và điều thứ ba tôi muốn làm đấy là những người bị nhiễm HIV. Sở dĩ tôi chọn ba điều này bởi vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất. Và tôi đồng cảm với họ. Tôi là hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi phải cùng chia sẻ với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không cần đến một phút để trả lời một câu hỏi không dễ dàng chút nào từ phía ban giám khảo. Xin được chúc mừng Hờ Hen Nhiê, mời bạn trở về vị trí của mình. Kính thưa quý vị, thí sinh đầu tiên đã thể hiện xong phần thi ứng xử của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh thứ hai, mang số báo danh 242, Mâu Thị Thanh Thủy. Xin mời bạn bước vào vị trí. Như vậy, Hoàng Thùy vẫn đang đeo tai nghe, có nghĩa là các bạn ấy chưa biết được câu hỏi này. Và Thủy ơi, bây giờ sẽ đến lượt bạn nghe và trả lời câu hỏi. Hãy chia sẻ chúng tôi về dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và một phút dành cho Mâu Thị Thanh Thủy bắt đầu. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa tất cả quý vị khán giả. Trước đây tháng 12, Thủy đã tổ chức một dự án cộng đồng với mang tên là Quần áo của bạn, tương lai các em. Và chuyến đi này thực sự rất là có ý nghĩa khi mà Thủy lên phía Bắc miền núi đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, bởi vì ở đây Thủy cảm nhận được nỗi đau của đồng bào bà con ở đây, và Thủy biết được rằng trong tận thâm tâm của Thủy rất là muốn chia sẻ những yêu thương, những điều kiện mà Thủy có thể đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà Thủy đăng quang ngày hôm nay, chắc chắn rằng vương miện ấy sẽ giúp cho Thủy thực hiện nhiều nhiều chuyến đi hơn nữa. Và cho dù sao đi chăng nữa, hôm nay vương miện có được hay không thì những dự án đó vẫn được thực hiện, và Thủy mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin được cảm ơn phần dự thi và trả lời câu hỏi của thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy, số báo danh 242. Và xin mời bạn quay trở lại vị trí của mình. Và xin mời thí sinh tiếp theo còn lại trong top 3, đó chính là Hoàng Thị Thủy. Thùy, hãy lắng nghe câu hỏi dành cho bạn. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và một phút dành cho Hoàng Thị Thùy bắt đầu. Hoàng Thùy xin kính chào tất cả quý vị. Đối bản thân Thùy, Thùy rất là quan tâm đến vấn đề giáo dục. Bởi vì bản thân Thùy lớn lên và có được thành công ngày hôm nay là được sự giáo dục rất là kỹ lưỡng giữa từ bố mẹ, từ xã hội và từ các thầy cô. Và Thùy đang có một cái tâm nguyện ấp ủ từ bao lâu nay, đó chính là sẽ mở một trường đào tạo về nhân cách cũng như đào tạo các kỹ năng cho các học sinh, các em có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì Hoàng Thùy đã từng sống trong điều kiện không được tốt, và Thùy nghĩ rằng giáo dục sẽ tạo nên sự thay đổi rất là lớn cho đất nước Việt Nam cũng như là cho toàn thế giới. Và đối với bản thân Thùy, một người hoa hậu phải mang được tiếng nói và hành động của mình để ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Xin được cảm ơn câu trả lời của Hoàng Thị Thùy. Chúc mừng bạn và xin mời bạn hãy cùng trở về vị trí. Kính thưa quý vị, ba câu trả lời với ba màu sắc khác nhau, ba quan điểm với nhau khác nhau, đi kèm với ba dự án khác nhau. Và Ngọc Diễm tin rằng các bạn dù ai đăng quang thì các bạn cũng sẽ là những người rất là tích cực để theo đuổi những dự án của mình. Xin được cảm ơn top 3 một lần nữa, các bạn đã đem đến những góc nhìn rất là tích cực về cuộc sống. Và thưa quý vị,
Trong những phút tiếp theo đây, xin mời quý vị hãy cùng thay đổi không khí một chút. Có lẽ vừa rồi quả là những phút giây hồi hộp. Bất cứ ai theo dõi đêm chung kết ngày hôm nay cũng phải nín thở khi các thí sinh trả lời câu hỏi cực khó và cực bất ngờ từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ, họ sẽ cùng đồng hành với phần trình diễn của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng cùng với một ca khúc được sáng tác riêng cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Đó chính là ca khúc Vương Miện Thiên Thần. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.